Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 ở chợ đầu mối, hoạt động tại các địa phương, áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị tổ chức xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý, làm việc và bán hàng tại chợ mỗi tuần. Tổ chức đôn đốc các chợ đánh giá an toàn COVID-19 và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn, đồng thời tuyên truyền phổ biến cho người dân về các quy định phòng chống dịch khi đến mua hàng tại các chợ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các chợ trên địa bàn, dừng hoạt động ngay đối với những chợ không đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Bên cạnh đó, các chợ phải tạo ra mã QR điểm kiểm dịch tại cửa ra vào, yêu cầu người lao động, làm việc, người bán hàng, khách hàng phải khai báo y tế qua quét mã QR điểm kiểm dịch hoặc khai trên giấy hàng ngày khi vào chợ, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các chợ cần bố trí khu vực cách ly tạm thời cho những trường hợp có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc được xác định là F1 hoặc F2 khi đang làm việc tại chợ.